Hi, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm đồ handmade với cơm bậy lém chờ đuối đi đấy. Con ta đang làm á. Buông trái anh buông. Không, nó đang lỗi mau đi. Trời ơi, quá vậy. Ok, một kích. Nó. Ok, một. Ok. Khôi. Cậu vô mà ốp cho bình bình nè. Anh biết nó có màu không tạm không hay chắc phải bỏ 720 đồng à, bà chị anh biết nói là bà ăn nha. Dù mình đổi được á, đổi chất lượng nữa không, mình chạy quá một cái anh đang tự đưa một cái quy để mình đang một cái đó nữa. Phát thôi được. Chọn chất lượng đâu ra. Chưa thử nhận đâu. Chưa nhận đâu anh thử hả? Ok, ốc lên anh mình chờ mới quay lại. Mà quấy mấy cái ngăn ngặn ngặn mùi này thì chắc là cũng khá lắm. Đất ngon. Hả? Cái bị dưới xịt. Ờ. Bỏ mũi này cũng được lại. Chưa test ấm tịnh nữa mà chắc chỉ mạnh ngay nữa test thật ấm. Có mấy cái này ủ nó thì đáng đi miền Tây về mà lo nè. Thiệt đúng á. Được điếm ở nửa tuổi về đụng nha. Phải điếm trong một chó lên sự. Cái lọ cái mông cất mấy tay sản chứ. Màu nâu ha ha, vì đây đang nâu chỗ nó chạy nặng bộ đây nhìn cái sẵn đây đã chạy nặng đấy bộ quá. Wow, nặng nặng bóp luôn, đừng để vô đến nữa, nặng bóp luôn, đừng để vô đến đi cho đến nữa là ở giữa để nặng đó. Thank you.
ghi bấy chứ. Rồi, cứ ý ạ. Nghe với chỗ hay bé heo. Gần đi. Mà sao nào à, ca cho cũ mẹ gọi
Mãi tao mới lên ít bụng chân giòn. Trưa mai ở lại ăn. Đây, trưa mai ở lại ăn cả chân giòn. Ừ, fit bụng. Gương mặt đây hôm quá. Cả là bàn. Cũng là đồ ăn. Này mới coi ăn chả cá xong. Đều nhìn ngon hỉ. Phải bọc trận rồi đó. Ba nợ kiểu chiến cùng chiến sớ thôi á. Ba nhìn hạ quần không có bị nảy. Vì ở trong chỉ chiến một lớp xị đúng không? Nhìn thêm chỉ nhìn tới mà nhìn mà đúng ba này ăn uống hẳn phải bị dâu tờm tờm giống như kiểu bên Trung Quốc cũng bị kiểu nhìn xa xẻ đấy làm đâu cũng xa xẻ hai rưỡi rồi. Em phải về. Biết không? Tự nhiên mất 50 phút quay ra bên. Mất lê rồi chứ. Cả tiếng rồi đó cha. Tiện cho là tiện. Cái đẹp không? Đẹp. Mấy bàn quá dự án đẹp luôn còn bàn quỷ thật mấy cái ngành ngành giọng ai đồ nhưng mà tổng không ai đồ nói một con nhòn. Bởi vì rắn ai đua nhau được. Đua đó. Đấy nha. Có dễ thương nhá. Nhìn mới dễ thương vừa nổ. Đấy đây.
cái màu nhòm của lần nộ thật. Làm về quay đồ đó 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 đó. Thôi thôi lại cả cục đó. Con đỡ cho cụ chứ. Kiểu hả? Kiểu kiểu thì bác à? Không phải ngon tỉnh mấy. Hay người đau hận thọt quá đó đó. Ôi một nôi lần. Đã hồ máu quá thì cũng ngon tỉnh. Trời trời đã cất kết. Là một bi đó rồi tầy. Ồ đúng, sớ, nhân quái thẳng nha. Một cái gái đó. Đó. Cái gì em? Cái đùa cái trán đi. Mày đi cho bàn trán, tìm ghế đi nhiều rồi. Kiểu để cái ghế sợ nữa hả? Sáu cái thang đấy, bao nhiêu? Nhiều rồi. À, rố hả? Rồi kia. Rồi cái đi. 1 triệu. Tôi em, đỡ xui thôi. Hồi tôi sợ cho một con. Con làm tiếng lá mà con làm tiếng lá. Xong rồi hồi tôi sợ cho một con. Mẹ em chưa sao? Chị thầy bố gặp những khi gửi bom ấy. Nhìn này. Bằng cái mà mặc đi đương được. Đang với chị để chăm ăn, tôi cảm thử thôi. Đi tao đường ngâm ấy. Lộ lắng hay cỏ? Cái mặt. Lộ lắng. Mặt má. À, phải trái cái màu. Yêu, mì, chẳng. À, đây hơi lộ. Đẹp ấy. Nhìn nè. Ngại nhưng mà cái xịp vô cái đường vậy đó. Xịp vô cái đường.
Chị con ngọt áo út á. Chị con áo út á. Chị con gọi là đứa con. Mấy cái gì ai? Không phải không dai. Chị ngọt nghe mà hơi vui chân. Ngọt nó hơi vui chân. Chui được quá. Hả? Chị đâu biết.
nhà nữa mà. Tôi sợ ở nhà luôn. Ở nhà thẳng đến tao không đủ. Thì cũng đủ chị tiếu được rồi. Chứ hai ngày đi chơi đó. Tôi chỉ chụp. Có dễ thương chứ. Tưởng lật bằng tay giọng chi ạ chưa? Phải lật bằng tay giọng chi. Chứ tao không sợ mày kiểu lật lật lắm. Lật mỏng trắng bằng tay. Tiếng còn hận có phim để lời la mẹ ra mà có cái tao có phim chi có mắng có phim là có hệ lam luôn. Dạ bác ở nhà chẳng thì coi đêm thử cả phim cái gì vậy? Dàn hơi cái gì hơi cái cực gái cực cái gì chứ bố lâu lâu còn một con là cười cãi với xong mắt cười cãi đó. Ô có một cười tờ còn một con cười tờ nhìn mặt đẹp không cười mặt bình thường thôi mà cười đã nhìn điển đâu mà có mê sao. Oh my god.
Nếu có thể bạn đẹp kiếm vô dung à? Có cái hình điểm thế gì đó. Có cái động phím tới cái thời gian lắm trực xuống. Thì mới nghĩ cái nhỏ chi đi mà đồng. Có dễ thương quá, tôi thích. Đặt lên mặt có sạch nè. Mấy trẻ to nhé. Tôi sẽ mở cái mà có cái cây lại đến cho mấy chị. Chết đi. Cái bộ đồ có màu cảm á. Cười cho mấy coi. Gọi là người quê nha con. Không có nghe này, cả nếm rồi tiễn. Con cười ha ha. Con cười ha ha. Cười dễ thương lắm. Nó cười không có tiễn à? Mắt này nó có mắt đỏ. Nè, đại quân. Tụi đang ngồi làm một quái này. Mệt ngươi như thế này đấy. Dạ, kiểu không vui quá. Sẽ thích của bạn quá nhỉ. Hãy
đường ba. Cái quái đấy hẳn cùng kênh gì tâm linh kiểu hẳn cũng có mấy khúc đấy cỡ. Không, thật sự. Mình đi cái này tao sẽ không. Nếu như mà có là đúng là kiểu có cảm xúc đi nữa. Nhìn thẳng vô mắt thẳng ghê. Con lại bị nhập. Con nữa là một con số 7 tàn đã. Sticker. Thank you.
lắm ấy. Mập ghê. Mà bố đâu mệt đấy. Tôi không biết thì mình cũng có chẳng mập. Bố đâu mệt. Chúng mình mập ghê. Mập thiệt chứ. Như đây nha. Cái tập lên này. Cái vòng lại.
xem xem ăn không hạ hạ tôm cao sao vậy con lợn luôn. Sống cá đừng không không hạ từ rét thằng đi kêu không biết đâu dòng đâu dòng luôn. Mấy cái khúc mà kiểu feeling kiểu lên lên cả thứ là thằng phải làm. Hồi xưa giọng thanh đi cao hết à, hồi xưa trong ca vậy cả bảo anh á là thương là giọng ai nữa là hạng cái phần của Mỹ lên. Thôi đây chút đây chút Thank you.
Giờ ghê. Đi cháu hẳn bây giờ hả? Hẳn hẳn bây giờ ghê. Ba đi đâu? Ba mới có thích. Dạ dạ. Ba hẳn số bể sao? Ba hò kiểu. Thật ra là ai đâu hẳn.
cũng kiểu bị thân tượng họa quá, nó cũng phải đợi đồ quả mà giống như gây ra mấy bạn. Bể bể thôi bỏ đi, đang nghe nè, chỉ vẫn hạ hay trong lòng em nghe Ellie cho anh về ta đang nghe cover này, nghe Kim Jong Kook cover cũng ok, cũng vậy được đăng ông Mỹ nhỉ, có một bài ông Mỹ nhá, nguyên tắc của ba kia mà bộ ba kia cùng họ ở bên dặn là đủ để nghe nghe có nghe Jong Kook có hạ là được đấy, bài ba kia dặn quy tắc của ông không lém nổi á, kiểu gắn cổ gắn đâu nghe ạ, mà cổ gắn áp của người phía này ghi là ba chị cũng ghi đó, mà em có thấy ba nữa cũng phải tệ múc từ hiệu quả mà ghi ta quên rồi, tôi coi hai cái mà kiểu coi là người ta khen nhá, khen một mùa nợ hạ được với cả thứ cái thứ cái này mấy thứ mà xong ở dưới là cũng có mấy đứa gì kiểu nguyên nhà vô ép đó, người ta hạ giác mà bất khỏi hỏi mình chưa bộ ra dâng lên dâng chỗ mà ngày hạt giống đi nghe mới sẽ nghe kiểu cảm giác nghề thuật của cả thử, nếu mà thật sự là thoải mái như bạn gốc dáng nữa đó cũng thuộc dạng idol mà dạng kỳ cù với cả còn nốt cáo cả thử các thử đấy. Có cái chân đấy những người nhỏ này để đến nước. À, trợ nhóm kiểu cùng khen hạ cáo với đưa cả thử. Mà đủ bài này bể. Mà phán thành vùng khét. Chạm chết. Tôi nghĩ nếu mà chê cũng chắc là giật. Thiệt không được làm chế xong mất sạc. Thiệt. Mãi lắng thấy Facebook mình đâu. Chẳng trả ra cả nhà luôn, nghe anh chửi. Mãi bài thả thiền vẫn hay mà, đâu có chế. Thì bài lại giờ thì chế giờ thôi chứ. Chẳng có hợp ác hồn khen thôi em biết. Nga nên là giờ anh quê quá chứ ạ. Hay lắm chị. À, Mamamoo cũng có hạ chứ. Đúng rồi, Xuân Lá có. Xuân Lá có. Hay đó. Không có đây. Thôi thu âm thôi bỏ. À, cháy nè. Số đấy số hết số có à tao nghe lắm ha cái gì sắt
tao nói thiệt luôn mày, không phải tao bên ai đâu tao nhá, nhưng mà với khu của má má bố đỉnh đúng á, đúng cái hay đúng đỉnh nhất khang quốc quá. Mình nghe cái giọng hạng sống bên ai có đi hạng được là chẳng gì giọng số la này lên đi tới bà hả? Không, tiếng con đi của má má bố trường nhỏ đúng rồi, chi lẽ ơi tuyệt vời. Dạ? Lô D2, D3 Green City D2, D3 hả? D, D Dơ hả? Dạ. Green City tỉnh Lô Mươi. Thôi nhà sổ tầng là lô D2, D3 đó chứ. Đường là đường tỉnh Lô Mươi. Lô D2, D3 Green City, đường tỉnh Lô Mươi, Phụ Mỹ, Phụ Vá, Thư Thiên Huệ. Chị đặt lại cho đã à? Hứ? Chị thử thử mấy cái điếu của não á. À, à. Điếu của cá. Nên thử cái nhà chị luôn. Xin của bạn thôi. Cá. Nó đang sụp một điểm đi xa đó. Điểm đi cái nồi đắt hết hết. Ừ, bị sơ. Muốn đi sinh nhập não á, thì có mạng chứ. Tôi gửi cho mi hai cái link đi. Để lại tao bận ra đây quá. Thôi. Sơ la đi. Thôi, gọi tao nhón trực đi. Cùi bắp trợ chứ. Ba tên chi? Hai mi nhớ bằng gốc trực đi. Rồi, ok. Speech click. Speaker. Speaking hả? Switch hả? Cái tiện nói á. Speech. À, speak. Lên. Kiểu cấm lắm. Kiểu A chờ. Yeah. L A A L. L. Click mà. Yeah, đúng rồi, đây, chị bạn đi. Yeah, ăn đồ quá. Ta đi ra ẩn nó là cái nọng như chá. Cháu ơi, thoái lắng thêm khói luôn á. Cái quần siêu rồng á. Cũng phải siêu rồng nhá, mà khả rồng á.
thôi coi chị đợi thôi. Thôi nhá. Rồi. Thì dòng. Thì dòng. Vâng. Đó. Quân chị dòng. Sáu ca bốn chị đã chặt lên đâu chỗ cái dòng hóa là tập cũng có cái ba cái cân dòng mặt ba nghĩ cái cân dòng mặt không mấy bữa đang vui vẻ lắm vì kiểu cũng vượt hẳn lên luôn á thằng chọi á khi mà dòng mình bị chọi thì tức là lúc đó là nó bị lên quả sức cho vậy cái ốc vật của bên trên đó. Có mấy nợ cũng hẳn là cái dòng ẩm là mất cái quần cáo mình thoải mái mất chứa kể một cái đoàn mất chuyện nữa mấy cái khúc khả năng lạc nổi làm ra thật là buồn tự nhiên không thể quá độ mình nhưng mẹ tuổi nhưng mà trẻ siêu lợn hơn mình thì chắc là do đi làm đẹp bị cả dây của ẩm ra lên rồi đó sở nhiên ngươi này phía tay kìa nếu mà có hình xăm được cái chỗ của mình không phải có thể hiến thích luôn con đây có xăm không có cái sáu tay cái sáu tay thôi bỏ đi khóa coi à sơ lá hại cái rồi đi coi ngang đi là cũng cố gắng rồi coi được khúc à một phần nghe khá cao phán cảm về hạnh trần rồi chuyện cho idol rồi bữa nay đủ idol khỏi tắm lắm đấy mày ăn tâm mày xin thì lén dai thế này chụp idol đẹp nhất có thể mày nên coi mấy cái phim mà kiểu đủ idol á thì thôi nhá xin chưa ạ im đi chị sô la mũ cột này chụp đi coi chị sô la mũ cột em mời cho mẹ coi chị sô la có mũ cột
Bài tập để làm bộ đài bài đấy thôi. Không hai cái cổ nợ lẫn cận đều rất chỗ á. Rồi nhắm đi. Bài tập cái ghế rồi. Còn đây vậy càng cái nhà hẳn. Thì bay đi bay số lỗ mà. Có cái dòng hay này. Nhảy đẹp nhất nhỏ. Giống sụt vào đó khuẩy đảo mama. Đẹp tại không bằng thân thả. Đừng gọi những thân thả đó. Có đây còn đẹp gì đâu. Thân thả lên lên. Tuyệt vời quá. Oh my god. Thank you.
tư tế có câu hỏi kiểu chỗ tư tế mà ngỡ mới đi cái xoáy bên sẵn luôn chứ quyết định đây đâu nghe có quá quên cái bật câu cài mất Jesse đó luôn luôn đang đá thật không có gì quý yêu mang cái mũi cười bóng cười xử trời quá trời về sau đó có một số lượng kiểu là kiểu Samsung rụt ra khỏi Việt Nam xem bên ở sổ Việt Nam là những Samsung thường đặt á yeah. 10 người một người dùng Samsung người đáng thêm mua chắc tiến thử mấy cái Samsung thiệt quá
cái ảo tưởng sắc màu. Thank you.
nhưng mà vui ghê. Đang nghe nhạc demo á. Cười gì ạ? Ông đi lửa. Xấu với thằng nhiên thằng cả thế. Xấu quá. Edited. Chưa bị với tao mới cúp đôi lên tóc mặt đôi nhá, lên định hình rồi. Tại vì lấy chân mặt. Nghĩ là để mang cụ. Thủ đôi dài chắc phải 15. 20. Sự đại tiện, đại tiện không? Bởi hạng mà giảm đi nhau. Thank you.
đầy lúc. Đâu đó. Nhìn mọi vố nha. Nhìn mọi vố cả thử. Nhìn cả thử nha. Dạ sớm không? Chuẩn bị. Chuẩn bị nha. Để những cuộc khẩn đấy. Chuẩn bị mấy con có thể thì... Không, tôi vẫn có thể nổi lên mà tôi chọn. Chịu đó. Trời ơi, sao nghĩ hẳn cũng dễ thương tái lắm. Có tái hẳn cũng dễ thương. Cười mà sống nha. Là ta phải lên làm lót cái đáng điểm rồi bạn. Để tôi tán đi. Rồi là tí lên đáng điểm chứ hẳn. Chẳng phải là hẳn từ. Họ đáng điểm chứ hẳn. Ừ, sao tí lên là cục nội. Cục biết ý nhưng mà cũng làm mấy cấp cục nội. Mi lên đi, năm màu bắt đầu make up cho mi. Ừ, một nửa mặt và đẹp ra gì cả, một xíu đường tỉnh. Đúng. Tao sẽ bỏ mấy cái áp giống mấy mẹ đúng không? Xíu đường tỉnh. Đùi già xíu đẹp luôn ấy. Xong rồi, hẳn thể một cái nhuộm chân lông của mỗi cái nhuộm tôi mà của mi lại hẹn xong rồi. Mắt mi sẽ to như bụng đẩy hậu. Mùi mi sẽ có nhỏ chí. Cầm cái sự nhau. Ừ, thật ra nó bây giờ nó quẹo quẹo. Ơ? Với thông anh đi. Đừng sang tập đi. Kiểu đó. Đừng đi mà quay đi qua chỗ không kiếm nữa. Không. Quá toàn thể yên thanh chỗ đi xe cho cái chỗ con nữa. Bà thấy cái gì? Ba mày đi. Ba mày sẽ bộ, ba mày sẽ đạp. Đấy. Mấy cái chuồng sẽ quản hai, có hai cái máy đi quản. Ờ. Rồi, sẽ thích ra rồi, còn lại có thể an tâm được. Tao sắp đi học bơi đó. Chắc quá thẳng, thằng tạo bằng thằng chỉnh cho ông đợi đóng lại. Tại đường mấy đóng quản ý. Đóng mà nước nhỡ lắm. Mà đi mấy bị sáng thì mắc quá. Uống tiền đi học bố thì đi về vừa vừa biết tí tao dắt đi mua cho mẹ lại biết tí dắt cái gì không biết tí tao là giờ cũng hay thể dục quá chỗ gần cái cà phê xong rồi để công ty á có giáo viên đi xuống để tới chỗ có cái chỗ cái cạnh tròn tròn ở bên xung quanh tròn tròn cái chỗ chỗ bị dọc đi bố hả cái chỗ gần nơi sau điện học viên âm nhạc á gần chỗ điện học viên âm nhạc có cả cái đường đi xuống sáu xá luôn, có cả cái ấy sáu rồi xung quanh có một nồi hơi đang cuộn, mình đi họ đi bắt tay rồi, sao một
Vâng, có ai lên cho tôi nói. Buồn là chị em ơi. Về tới cuối tuần quá rồi. Và sau tao sẽ kiếm chỗ khác. Chỗ nó đông quá. Nhưng mà đẹp. Video chẳng hay tập đó đang mai lắm. Hỏi nè. Buổi chiều đang mít cúc mà. Mặc đồ đẹp đâu cả thử. Không mít cúc chụp lên sao đuôi đó. Mà mình phải ca áp à? Thôi, chụp tâm thương thôi. Xong chụp sau đuổi xong tức mình có tới trừ đó. No. Không nên, không nên. Thôi đừng nhận đi được rồi. Ôi, tôi làm bi, đủ trẻ mới làm bi. Thả lưng ấm tĩnh mà chơi chắc là ấm tĩnh. Em yêu tao đây.
bơ. Không có tập gia thảo. Nhưng mà hơi bị khéo. Cho mọi người kia á. Mắt thì bị nông trắng của anh. Bởi vì lên đây. Vui sơ, có cả tiền mất. Không, vui sao? Ừ, bắt giữ. Vui những bí. Nói là nhưng mà động mắt thì hơi thật. Góc đi nhưng mà khóc hẳn quá. Ở đây tụi như là đó. Ai người ta chẳng mẹ tôi kia. Để tôi lại hoàn thành đi trong vấn đề cho lưng đi năm lưng trực. Xuống ở đây chắc phải ngang lắm trời ơi mà hằng nở rồi hằng thấy biết bao nhiêu mua hoa tao vẫn chưa xuống được ui thế này hàng trăm xong rồi một cái cao hằng nở rồi hằng muốn làm cho nhà hát rồi chắc đi hết hằng trăm hiện tại bây giờ chưa là mưa hoa mưa cỏ lật đổ với nhau mới được nghỉ chứ thực sự lắm tao nói tâm chưa chiêu chiêu nó cử người nắm nhớ mà nó bỏ nhà cưng lại nữa. Tôi nói là tươi tươi và người đó là không cơ hội. Không, cảm thấy ra kiểu đáng ngại với chụp liên tục á. Hơn đáng ok với chụp liên tục.
anh Toàn đi. Anh Toàn khi nhỏ này. Anh Toàn khi mấy lần. Anh lâu. Anh Toàn khi siêu lần. Cũng rất khó. Em chưa được cho cứ một con chỉ đỏ nó chịu cũng chăm sóc mà nên cái này tốt nhất để con ham tính. Ham thế? Nhiều bệnh. Bệnh này. Lấy bệnh cho bệnh. Nhiều bệnh nha mấy con đại này. Hôm tới Việt Nam mình vừa bắt tiếp tập được nha. Xin chào.